Đây là một sản phẩm bất động sản chỉ dành cho những cái chị em công nhân có một cái mức thu nhập khá là thấp ha. Muốn mua một cái thửa đất sổ riêng rồi về xây nhà ở thì đây là một cái lựa chọn cho quý anh chị mình về ha, mình mua ha. 90 mét vuông đất thổ sổ riêng nằm mặt tiền của cái đoạn đường xe hơi như thế này. Đó, và một cái cót cực là đẹp luôn, ngang 7 mét rưỡi và dài là 12 mét ha. Và giá chỉ với là 580 triệu thôi, còn bớt lọc cho quý anh chị mình luôn. Thì mình về mình mua cái thửa đất này xong rồi thì mình xây một cái căn nhà nhỏ nhỏ lên. Thì nó chưa có ra đầy là tầm khoảng 200 triệu đúng không chị? Thì sẽ có một cái nhà ở rồi. Đó, và đây là cái vị trí đất mà ngày hôm nay Tâm sẽ đem đến cho quý anh chị đây. Khá là đẹp ha. Rồi, để Tâm xây camera lại cho quý anh chị mình xem là khu vực đất mình nó như thế nào nha. Rồi đây là quý anh chị, thì theo cái hướng này thì mình sẽ đi ra cái đoạn đường Lê Thị Lục ha. Thì cái đoạn đường này là đoạn đường đá xanh 2 mét rưỡi đến 3 mét, cho nên là xe hơi 4 chỗ mình chạy vào rất là thoải mái luôn. Thì từ vị trí này ra đoạn đường Lê Thị Lục thì tầm khoảng chừng 500 mét thôi. Mình rẽ trái cái mình ra DH20, mình rẽ phải thì mình về đi bao sông Mồng Gà ra quốc lộ 50 ha. Đó, còn cái phía ngược lại này quý anh chị. Cái phía ngược lại thì theo cái tuyến đường đá xanh 3 mét này, mình thẳng ra đây tầm khoảng chừng 150 mét thôi thì mình sẽ ra tới cái đoạn đường Nguyễn Thị Sáng ha. Mình rẽ trái cái á, thì mình cũng đi ra lại cái đoạn đường quốc lộ 50. Đó, còn mình rẽ phải á, thì mình ra trung tâm hành chánh của xã Phước Lâm luôn, ra đoạn đường DH20 luôn thì tầm khoảng chừng 3 đến 400 mét thôi. Đó, khá là gần luôn ha. Để cuối clip này á, Tâm sẽ đi ra đó cho quý anh chị mình xem là khu vực đất mình nó gần đường lớn như thế nào. Còn đây là cái vị trí lô đất mà ngày hôm nay Tâm sẽ đem đến cho quý anh chị đây. Thì lô đất này nó nằm lọt khe giữa hai căn nhà ha, một căn nhà bên đây và căn nhà bên đây. Thì tổng diện tích của thửa đất này là trên sổ là 139 mét vuông nha, nhưng mà cái này là cái phần còn lại á, cho nên là diện tích thực tế mình được sử dụng chỉ còn là 7 mét rưỡi và dài là 12 mét thôi. Đó, thì với diện tích như thế này mình về mình có thể là mình xây mỗi căn nhà 5 mét, còn 2 mét rưỡi bên đây mình để mình trồng cây, mình để xe này nọ kia thì cũng khá là tuyệt vời ha, bằng với cái miếng nhà bên đây luôn nè. Đó, khu vực này thì dân cư rất là nhiều anh chị, bên đây có nhà ha. Đó, vòng vòng qua đây, chạy qua đây là rất là nhiều nhà ngoài đây luôn. Và ở trong đây thì cũng có rất là nhiều nhà. Đó. Rồi, thôi bây giờ để Tâm đi sâu vào để Tâm giới thiệu chi tiết hơn về cái thửa đất này cho quý anh chị mình dễ hình dung ha. Thì diện tích thực tế của cái thửa đất này là ngang 7 mét rưỡi và dài là 12 mét, tổng diện tích là 90 mét vuông mình được sử dụng nha. Đó, thì từ cái vị trí mấy nhà này qua tới cái vị trí hàng rào 70 này. Đó, là 7 mét rưỡi ha, chiều sâu vào là 12 mét nha. Hướng đất của mình là hướng Tây Bắc và cái địa chỉ đất mình đây là ấp Phước Thuận, xã Phước Lâm, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An nha. Đó, xuống tới miếng này thì có cái miếng tôn nè quý chị. Thì do là chủ ở xa cho nên là không có thời gian về để mà làm cắt cỏ này nọ kia, cho nên là để cho người dân đây ta trồng chuối ha. Nhưng mà khi quý anh chị về mình mua rồi thì chủ sẽ giao hạn hiện trạng này ban đầu cho quý anh chị mình luôn. Đó, thì tới cái vị trí miếng tôn này nè. Đó là 12 mét ha. Đó, từ vị trí này qua tới cái vị trí sát với nhà bên đây luôn là 12 mét. Đất mình thì san lấp cao ráo rồi. Quý anh chị về thì mình có thể là mình xây nhà liền luôn, hoặc là mình san lấp nhẹ một cái. Còn không thôi thì mình để mình đầu tư lại thì cũng khá là ok ha. Thì nãy giờ nói mà quên nói về cái mức giá cho quý anh chị mình xem ha. Chỉ với giá là 580 triệu thôi, còn bớt lọc cho quý anh chị mình luôn. À, 580 triệu cho một cái sản phẩm là đất thổ sổ riêng như thế này thì quý anh chị thấy rất là hợp lý ha. Cái đoạn đường là đoạn đường xe hơi luôn. Ở 500 mấy mà có một cái diện tích đất như thế này, rồi nằm mặt tiền đoạn đường xe hơi và ra trung tâm hành chánh xã thì rất là gần. Thì bán kính tầm khoảng chừng 5 đến 600 mét thôi thì có tất cả các tiện ích nha. Như là trung tâm hành chánh xã nè, chợ nè, trường cấp 1, cấp 2 nè, rồi trạm y tế vân vân ha. Còn từ vị trí thửa đất này nếu mình về Sài Gòn hoặc các tỉnh miền Tây lân cận thì dao động tầm khoảng chừng 15 đến 16 km tùy khu vực mà quý anh chị mình đang sinh sống nha. À, rất là gần luôn ha. Và cái thửa đất này chỉ dành cho những anh chị em công nhân có một cái thu nhập cực kỳ thấp luôn. Mình về đây mình mua một cái thửa đất như thế này rồi mình cất một cái căn nhà to to lên thì mình ở tầm khoảng 6 người ha, thì thoải mái, sáng đi làm chiều về ở đây thôi, ngủ nghỉ thôi thì khá là tuyệt vời ha. Rồi bây giờ tôi xin nhắc lại về tổng diện tích và về cái giá một lần nữa cho quý anh chị mình nghe nha. Thì tổng diện tích cái thửa đất này quá được không cô? Rồi qua luôn.
tầm để chiếc xe cô này cũng đi mua dây chai sợ qua không lọt. Tổng diện tích cái thửa đất này là 90 m², thực tế mình được sử dụng nha, còn diện tích trên sổ là 139 m, và cái diện tích thực tế ở ngoài là ngang là 7,5 m và dài là 12. 7,5 m thì từ vị trí sát miếng nhà này qua tới cái vị trí hàng rào 70 bên đây là 7,5 m ha, sâu vào là 12 m đó, hậu cũng là 12 m luôn. Ủa xin lỗi, hậu cũng là 7,5 m luôn. Hướng đất của mình là hướng Tây Bắc nha, và địa chỉ đất mình đây là ấp Phước Thịnh, xã Phước Long, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, và Tâm được chủ gửi bán với mức giá là 580 triệu còn bất lọc nha. À, dân cư thì khá là đông đúc luôn. Rồi bây giờ xin mời quý anh chị mình theo chân Tâm mình ra cái đoạn đường Nguyễn Thị Sáng, rồi ra cái đoạn đường DH20 nha. Rồi bây giờ tao sẽ chạy ra cái đoạn đường Nguyễn Thị Sáng, rồi ra cái đoạn đường DH20 cho quý anh chị mình xem là khu vực đất mình nó gần đường lớn thế nào nha. Đó thì cái đoạn đường mà đi vào vị trí đất á, thì đường đã xanh 2,5 m đến 3 m nha. Đó cho nên là xe hơi 4 chỗ mình chạy vào thì vô tư rồi. Thì từ cái vị trí thửa đất mà ra cái đoạn đường Nguyễn Thị Sáng á, thì tầm khoảng chừng 100 đến 150 m thôi quý anh chị. Ra tới đây là đã tới rồi nè, rất là gần luôn á. Khu vực này thì nhà cửa rất là đông đúc luôn. Rồi ra tới đây là đã ra tới cái đoạn đường Nguyễn Thị Sáng nè. Thì nếu mà mình rẽ bên tay trái này nè, đó thì mình sẽ đi về quốc lộ 50 ha, ngay chân cầu Ngầm Gà luôn. Đó còn mình rẽ bên tay phải thì mình sẽ ra cái đoạn đường DH20. Thì khu vực này xây dựng tự do thì có rất là nhiều nhà dân ở đây đang được mọc lên nè, đang xây dựng nè. Đó để mình đi ra cái đoạn đường DH20 cho quý anh chị mình xem nha. Và từ vị trí này ra đoạn đường DH20 thì tầm khoảng chừng 200 m nữa thôi, cũng khá là gần ha, ra ngay trung tâm hành chính của xã luôn. Và hiện tại tôi đang chạy trên cái tuyến đường là đường Nguyễn Thị Sáng nha quý chị. Đó, khu vực này thì dân cư khá là đông. Đó, ra tới đây là đã ra tới cái đoạn đường DH20 nè. Còn bên tay phải mình đó là cái trung tâm hành chính của xã Phước Long ha. Để Tâm dừng xe lại tại vị trí này, rồi Tâm sẽ giới thiệu chi tiết hơn về cái tuyến đường ha, đoạn đường đi cho quý anh chị mình dễ hình dung hơn nha. Rồi để quý anh chị, hiện tại Tâm đang có mặt tại cái đoạn đường DH20 ha. Phía bên đây là cái trung tâm hành chính của xã Phước Long nè. Thì theo cái hướng này thì mình sẽ đi ra cái đoạn đường tỉnh lộ 85A thì tầm khoảng chừng 800 đến 1 km thôi. Ra 85A rồi mình rẽ trái thì mình về tỉnh lộ 826 ngã tư Sà Đôi ha. Còn mình rẽ phải thì mình ra trung tâm hành chính huyện Giuộc luôn, thì tầm khoảng 2,5 đến 3 km thôi. Còn cái phía đối diện này là cái đoạn đường Quỳnh Thị Luông, thì ở bên đó cái đoạn đường Quỳnh Thị Luông này Tâm cũng có quay rất là nhiều sản phẩm đất ở đây ha. Đó nếu mình đi theo cái tuyến này mình ra đường tỉnh lộ 85A luôn thì tầm khoảng chừng 1,5 km thôi. Và còn phía bên đây nè, phía bên đây thì theo cái tuyến đường DH20 này mình thẳng qua đây á thì tầm khoảng chừng 800 m thôi, thì mình sẽ đi tới một cái cầu gọi là cầu sắt ha. Qua cầu sắt rồi á mình thẳng tầm khoảng 1 đến 1,5 km nữa thôi thì mình sẽ đi ra tới cái đoạn đường DH19 nha. Đó, hiện tại thì khu vực này giờ là học sinh đang ra đi học về quý chị, cho nên là rất là đông ha. Ở đây có một cái trường học nè, cho nên là học sinh đi rất là đông luôn. Và cái đoạn đường Tâm đang đứng là cái đoạn đường Nguyễn Thị Sáng nha. Thì từ cái vị trí Tâm đứng mà vào cái vị trí đoạn đường Nguyễn Thị Sáng thì từng đường Nguyễn Thị Sáng này vào vị trí đất thì tầm khoảng chừng 3 đến 400 m thôi, khá là gần luôn. Đó, rất là ok ha. Bên đây là trung tâm xã nè, quá trời quá đất, học sinh ra thì quá trời. Ở đây là một cái trường tiểu học ha, và đi ngược trở lại đây thì có trường mẫu giáo nè, trường cấp 2 nè, tùm lum tà la hết á. Rồi nhiều công ty lớn đang mọc lên luôn. Rồi bây giờ Tâm xin kết thúc clip tại đây ha. Quý anh chị xem video mà cảm thấy hay và quýt đó, nhớ like và đăng ký kênh giúp Tâm chia sẻ một lượt ha. Còn quý anh chị xem mà cảm thấy thích cái thửa đất 90 m² với giá là 580 triệu thì cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại Tâm để góc trái màn hình. Và số điện thoại Tâm là 0937 629 679, hoặc xem dưới phần mô tả phim Tâm luôn. Còn bây giờ Tâm xin chào và hẹn gặp lại ạ.